Rồi, xin chào quý vị và các bạn trở lại với channel Hùng Xe Hơi. Trong video này thì em xin gửi đến quý anh chị và các bạn giá bán chương trình khuyến mại trong tháng 4 tới và đầu tháng 5 tới của Mazda Bắc Ninh. Cụ thể là mẫu Mazda CX-8 phiên bản nâng cấp nhé. Vì sao thì hiện nay mẫu xe này cũng đang có chương trình khuyến mại giảm giá khá là tốt. Mazda CX-8, mẫu xe 7 chỗ, gầm cao đa dụng của dòng Mazda tại thị trường Việt Nam. Xe được phân phối với 4 phiên bản chính. Mức giá lần lượt cụ thể là 2.5 Deluxe, giá niêm yết hiện nay đang là 999 triệu đồng. Thì trong tháng tới bên em đang có chương trình khuyến mại tại Bắc Ninh lên đến 75 triệu đồng dành cho xe 2021 nhé. Cho chúng ta chỉ còn 925 triệu đồng dành cho Mazda CX-8 mới 100% sản xuất 2021. Với xe sản xuất 2020 bên em vẫn còn xe, còn một số màu thôi, có thể giảm sâu hơn một chút. Quý khách hàng anh chị có nhu cầu thiện chí tìm hiểu giá bán cả hai xe thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua hotline đã đính kèm trên màn hình, vì giá xe chương trình khuyến mại có thể thay đổi theo cái lượng xe còn lại đó. Bản thấp nhất 2.5 Deluxe 999 triệu đồng, chúng ta còn khoảng 930 đúng không ạ. Xe 2021 thì lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, chúng ta cộng thêm khoảng tầm hơn 1 tỷ một chút thì mức giá dao động sẽ là gần 1 tỷ mốt dành cho mẫu xe cao to 7 chỗ và rất là đẹp về Mazda CX-5. Ngoài ra chúng ta còn được tặng thêm một gói nâng cấp theo xe nhé. Cái này thì là chương trình khuyến mại thêm của đại lý. Cụ thể thì anh chị cứ alo giúp em để bên em tư vấn và lựa chọn gói nâng cấp một cách hợp lý nhất. Phiên bản 2.5 Luxury 1.059 triệu đồng. Chương trình khuyến mại ít hơn một chút thì chúng ta có mức ưu đãi từ 20 đến 23 triệu đồng. Mức giá bán cụ thể sẽ là 1.034 đến 36 triệu đồng nhé. 2.5 Premium 1.169 triệu đồng, chúng ta bớt đâu đó cũng từ 25 đến 30 triệu. Mức giá bán thực tế sẽ là 1.139 triệu đồng. Và phiên bản cao cấp nhất 2.5 Premium dẫn cầu hai cầu tự động 1.259 triệu đồng, và chúng ta chỉ bớt khoảng 10 triệu thôi, 1.249 triệu đồng, và lăn bánh sấp xỉ khoảng gần 1.4 tỷ. Ba phiên bản này thì hiện nay đều sẽ có xe từ 2020 và có cả xe 2021. Thì để được nhận cái báo giá tốt nhất về xe 2020 hay 2021, quý hàng vui lòng lại trực tiếp với em. Giá bán, chương trình khuyến mại và phụ kiện có thể thay đổi theo từng thời điểm mà quý anh chị theo dõi video. Quý anh chị có nhu cầu tham khảo và cần tư vấn thêm về sản phẩm, vui lòng liên hệ trực tiếp với em Hùng để được tư vấn, so sánh, review hay cung cấp những cái thông tin mới nhất về giá cả, giá bán, chương trình khuyến mại. Trên đây là video nhanh về giá bán dòng xe Mazda tại thị trường Bắc Ninh. Đặc biệt là phiên bản Mazda CX-5, chúng ta chỉ còn giá hơn 900 thôi. Số lượng xe có hạn. Quý anh chị quan tâm vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua hotline đính kèm trên màn hình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.